Nguồn tin độc quyền từ đài KBS Hàn Quốc khẳng định Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã đàm phán với huấn luyện viên Kim Sang-sik. Hai bên có thể chốt bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Công cuộc tìm kiếm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam sắp đi đến hồi kết. Tờ KBS dẫn lời một nhân vật rất am hiểu thị trường bóng đá Đông Nam Á khẳng định huấn luyện viên Kim Sang-sik đã gặp gỡ với VFF và sắp ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Theo tờ báo hàng đầu Hàn Quốc, hợp đồng của huấn luyện viên Kim Sang-sik tới VFF sẽ có thời hạn trong 2 năm, tới tháng 3 năm 2026. Chiến lược gia này vẫn chưa tìm được công việc mới sau khi rời khỏi câu lạc bộ Jeonbuk Moto vào năm ngoái. Do đó, VFF không mất tiền giải phóng hợp đồng của ông. Trong thời gian qua, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có chuyến du lịch tại Đức. Tại đây, ông đã theo dõi các cầu thủ hàng đầu xứ Kim Chi như Lee Jae-sung và Kim Min-jae. Ông mới trở lại Hàn Quốc vào tuần trước và bắt đầu đàm phán với phía Việt Nam. Tờ KBS khẳng định, quyết định sang Việt Nam làm việc của huấn luyện viên Kim Sang-sik chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi huấn luyện viên Park Hang-seo, người từng lên tới đỉnh cao cùng đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo từng gặt hái thành công rực rỡ trong thời gian làm việc tại mảnh đất hình chữ S. Ông đã tạo nên cơn sốt Hàn Quốc trên khắp Đông Nam Á. Tuy nhiên, kể từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo ra đi, bóng đá Việt Nam đã thi đấu thảm hại. Họ thua 7 trận đấu liên tiếp trên mọi đấu trường. Điều này dẫn tới việc huấn luyện viên Chosie phải ra đi. Thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo ở Việt Nam đã thôi thúc rất nhiều huấn luyện viên người Hàn Quốc muốn tới làm việc ở Đông Nam Á. Điển hình là hai huấn luyện viên Shin Tae-yong, Indonesia và Kim Pang-gon, Malaysia.